cách để phân biệt tâm suy nghĩ ác về người và tâm đang quán xét nhân duyên nghiệp báo là như thế nào. Ví dụ, sư đưa ra khi đang đánh răng thì con thấy là sư đang quán xét về nhân duyên nghiệp báo của người đã làm sư thọ ưu nên con mong sư giảng dạy thêm. Mình nghĩ ác á, khi mình có lòng muốn người ta bị như vậy. Cái này cái tâm mình rất vi tế. Cái chuyện mà mình thấy người ta làm việc ác đó, người ta đi địa ngục á, nó khác với chuyện là mình thấy người ta làm ác rồi mình muốn người ta đi địa ngục vì việc ác đó. Nó khác nhau. Cái thứ hai là khi mình nghĩ về quả báo của người ta đó, thí dụ như người ta làm ác, người ta đi địa ngục, khi nghĩ về quả báo của người ta, nếu mình có sự hả hê, có sự thích thú thì đó là tâm ác. Giống như cái kẻ thù của mình á, xưa giờ á, họ đàn áp mình, họ làm những cái điều bất thiện với mình, mà tự nhiên ngày hôm nay là họ những cái chuyện mà phạm pháp của họ bị công an bắt, mà mình đọc được tin đó mình có sự hả hê á, đó là tâm ác. Tức là khi mình thấy chúng sanh khổ mà mình thích thú với nó là tâm ác. Thì đó là tất cả các câu hỏi.